Trên màn hình chúng ta đang xem á, là trục đường Nguyễn Thị Thập ngay gần tòa nhà căn hộ Sunrise City và siêu thị Lotte Mart quận 7. Tòa nhà này á, đang chào bán với giá là 105 tỷ với diện tích đất là 200 m², trong đó chiều ngang là 10 m và chiều dài là 20 m. Kết cấu xây dựng bao gồm một tầng hầm để xe ô tô, một tầng trệt và 3 tầng lầu cộng áp mái. Tổng diện tích sàn của căn nhà là 883 m². Hiện tại đang có hợp đồng thuê là 180 triệu một tháng. Hướng của căn nhà có hướng nhìn về hướng Nam, giá đang được chào bán là 105 tỷ đồng. Nếu các bạn quan tâm, vui lòng liên hệ cho chúng tôi theo số điện thoại 0983 383 509.